Vượt qua hàng trăm cây số đại diện cho người Hơ Rê ở Quảng Ngãi, cụ ông Nguyễn Văn Sự đã có mặt ở làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Những nhạc cụ ông mang đến giới thiệu tới công chúng là chiếc đàn brok, trinh kala và ống tiêu ta lía. Trong đó độc đáo nhất là chiếc đàn brok. Coi như là hồi kia, hai ông bà hồi kia như vậy là để dùng brok này đánh cho dỗ con để con ngủ. Như vậy là mẹ nó mất lòng vì cha mẹ là cũng là dỗ cái brok này này. Đừng brok này, đánh brok này nó ngủ, nó khôn, nó ngon. Trong dịp này, tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, Sơn Tây, âm nhạc của núi rừng còn vang lên bởi những tiếng đàn tơ rưng, đinh năm, kinh đinh của người Ê Đê, tiếng tập tinh, sò lò của dân tộc Thái ở Nghệ An. Chúng tôi rất cảm thấy tự hào và phấn khởi khi là những cái nhạc cổ truyền thống của dân tộc Thái chúng tôi được quảng bá và được lưu giữ và được quan tâm của Đảng và chính quyền. Đồng thời là chúng tôi đừng giao lưu với nhau giữa các dân tộc này, dân tộc khác, với cái cách sáng chế làm thế nào cho đẹp, cho kêu. Trải qua nhiều năm sống cùng thiên nhiên, nhân dân ta đã biết tạo ra nhiều nhạc cụ độc đáo, phục vụ đời sống tinh thần, góp phần tạo sự phong phú vào hệ thống các nhạc cụ dân tộc Việt Nam.